Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Ở đây là video được quay lại từ con iPhone 13 Pro Max ở 4K 60fps và H265. Và mình cũng sẽ dựng ở trên máy mát thôi nên là yên tâm là nó bao mượt, các bạn không phải lo. Tuy nhiên thì hôm nay có chút thay đổi, đấy là mình gắn mic ở đây để cho âm thanh nó tốt hơn. Chứ như hôm vừa rồi mình quay unbox cái Mate View, nhiều anh em chê vào iPhone 13 Pro Max gì mà thu âm tệ, hình xấu. Hôm đấy mình cố quay cho nó từ xa xong lại còn thiếu sáng nữa. Hôm nay tôi đóng 3 cái đèn theo chuẩn studio của anh em hay xem trên kênh đấy, thì các bạn xem chất lượng hình ảnh nó như nào. Ui, nó lại đẹp vãi luôn đấy chứ. Hôm vừa rồi thì mình có post một cái hình lên trên cái YouTube cộng đồng, thì mình có chia sẻ về cái shop xịn store 68 của vợ mình bán mấy cái đồ như thế này. Đây là quà tản nhiệt dành cho anh em game thủ các thứ ấy. Thì hôm nay, trước đây mình cũng từng có một cái video unbox con DL01 và DL05 rồi. Hôm nay thì mình sẽ quyết định đấy là trải nghiệm thử một vài những con mới. Tại vì nói thật với các bạn là mình không có chơi game nên mình cũng không để ý nhiều. Ví dụ ở đây mình có DL02 này, DL03 này. Mấy con này giá loanh quanh chỉ khoảng 200.000, hơn 200.000 tí nhỉ? Vậy đúng không? Đấy, vợ mình flash sale như là mỗi loại 5 con hay là 10 con? Mỗi loại 10 con đúng không? Đó, mỗi loại 10 con. Đây là cái dành cho tai si này, dành cho Lightning này. Còn này là màu nữa này, cái này là màu gì đây? Màu xanh à? Màu chỗ nào nhỉ? À đây, cái này màu trắng này, đây màu xanh này. Đấy, nhiều màu lắm, hay là con X8 ở đây cũng thế. Con X8 này là có cái màu đen, cái màu trắng này. Đấy, màu này các bạn này, thấy chưa? Đó, thế là ok. Và đây, để mình quay cận hơn cho các bạn xem về thiết kế của từng cái cũng như trải nghiệm thực tế nó như thế nào, xem sao nhá. Ok, thì chắc là unbox thử con DL02 trước. Thì tại vì con này là một trong những con khá là thú vị và nó sẽ giúp các bạn kiểu vừa chơi game vừa sạc pin được. Đây là một cái rất là hay. Đó, sẽ tặng hai sợi cáp nhá. Đó, ta-da. Các bạn thấy không? Cái này của mình là màu xanh này. Thì thiết kế của nó cũng khá là ngầu. Đấy, mặt quạt này, mặt xó, ui, thiết kế họa tiết được quá nhở. Này là bằng nhôm các bạn nhá, để mà tản nhiệt tốt hơn mà nó có họa tiết, nhưng mà nó vẫn bằng phẳng thôi, không vấn đề gì cả. Có phần ngàm này, đó, phần trên thì cố định, phần dưới thì có thể di chuyển được. Và chúng ta sẽ cấp nguồn vào đây và ao nguồn ra ở đây. Đấy, tức là gì? Cái loại này là dành cho tai si các bạn nhá. Tức là rồi dành cho mấy cái điện thoại Android Type-C ấy. Thì cách sử dụng tức là gì các bạn? Ví dụ ở đây là mình có con Red Magic 6, một con điện thoại Android chẳng hạn. Thì các bạn lắp cái này lên. Đó à, lắp ngược này luôn. Không, lắp xuống dưới chứ. Đấy, ok. Đó, thì sau đó các bạn sẽ có một cái nguồn ra ở chỗ này này. Các bạn thấy không? Các bạn gắn cái này vào đây. Thế này ngược à? Gắn ngược lại à? Ok. Gắn ngược lại như này thì dây lại cắm vào đây. Thì đây, gắn ngược lại. Thế mình gắn vào đây cả. Đó. Ok. Vậy là gì? Vậy là các bạn vừa có thể chơi game được, đúng không? Các bạn cắm nguồn vào đây để cấp nguồn cho cái quạt. Đấy. Mà các bạn lại vừa sạc luôn cho cả cái điện thoại. Tiện luôn. Nhưng mà cái này thì các bạn sẽ cần phải lưu ý là cái nguồn cấp và cái quạt này sẽ phải là kiểu ít nhất là 5V 3A, tức là 15W để 5W sử dụng cho cái quạt này và 10W sạc cho cái điện thoại của bạn. Đương nhiên nếu như chúng ta có những cái nguồn cao hơn, ví dụ QuickCharge kiểu 18W các thứ ấy, thì càng tốt. Thế nhưng mà cái quạt này cũng sẽ chỉ nhận được 5W điện để mà cung cấp cho cái hệ thống tản nhiệt, và nó cũng sẽ chỉ cung cấp được khoảng 10W điện ra ngoài thôi. Nên là nó sẽ phù hợp nhất dành cho mấy anh em dùng mấy con iPhone đời cũ ấy, kiểu không có sạc nhanh 18W Power Delivery ấy, thì dùng nó rất là ok. Bởi vì mình cũng có đây là một cái phiên bản dành cho iPhone này. Cái chữ iPhone này các bạn thấy chưa? Đó, thì bên trong này mình cũng sẽ được tặng kèm một cái sợi cáp. Cáp dành cho iPhone, đây. Đấy, C to Lightning hẳn hoi, nhưng mà cũng chỉ là 10W thôi, anh em lưu ý nhá, chứ không được 18W đâu. Thì đấy, màu sắc các thứ thì đều là màu xanh tương tự với nhau cả. Và thiết kế của nó cũng giống nhau hoàn toàn, không khác gì cả. Cổng này vẫn là C, cổng vào vẫn là A2C như bình thường thôi. Nhưng mà nó sẽ khác cái sợi cáp tặng kèm. Và cái sợi này thì các bạn cũng có thể gắn vào đó để chúng ta cắm vào iPhone sạc như bình thường. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ test thử xem là hiệu quả của nó đến đâu nhá. Giờ sẽ chấm thử một cái lúc mà chưa có bật này. Ok. Bây giờ đang khoảng 28.2 nhá. Vị trí chính giữa này. Ok, thì nếu mình sẽ đo chính giữa thôi. Rồi, cắm lên cấp ở dưới. Bật. Đó, quạt xoay này các bạn thấy chưa? Đấy, đèn sáng, quạt xoay. Ui, bắt đầu lạnh rồi. Mới cắm nha, đây là mới cắm luôn đấy các bạn nhé.
Mình ghét cái này dã man. Độ. Ui, sờ mát lắm rồi các bạn. 23 độ. Làm giảm liên tục luôn. Ok chưa? 22.5 độ. Ok. Đấy, nữa nè. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ để nó qua một bên để mình unbox những cái mẫu khác. Lát nữa mình sẽ test đến cái đấy sau. Nói chung là mẫu DL02 này thì nó sẽ phù hợp dành cho những ai mà hay có cái nhu cầu đấy là vừa chơi game mà vừa muốn cắm sạc để mà đỡ lo hết pin. Ok, bây giờ sẽ là sang cái mẫu DL03 này. Cái mẫu này thì nó nhỏ gọn và nó rất là đẹp. Mình sẽ có màu trắng và màu xanh ở đây. Thì ở đâu ấy nhỉ? Mở ra cho các bạn xem này. Con này thì nó cũng không có cái tính năng gì thêm nhiều giống như con DL02. Kiểu các bạn có thể gọi là sạc xuyên qua các thứ để mà cung cấp pin cho điện thoại cái này không. Con này chỉ có một cái duy nhất mà mình thấy rất là ưng, đấy là nó đẹp rồi. Các bạn thấy nó nhỏ xíu này, đẹp cạnh này, nhỏ hơn rất là nhiều. Đó, thế nên kể cả các bạn mà có sử dụng cho những cái điện thoại nó bé bé một chút xíu thì vẫn đều ok. Nhưng mà mình nghĩ là điện thoại bé thì chẳng có ai dùng để chơi game cả đâu. Nên là dùng với cái điện thoại mà kích thước màn hình kiểu cỡ 5 phẩy mấy inch kiểu iPhone các thứ ấy, thì mấy con này cho nó cưng cưng cho nó đẹp cũng được. Màu trắng nó sẽ như thế này nhá. Còn màu xanh nó sẽ như thế này. Đó, màu xanh cưng lắm các bạn. Đấy, đây, màu xanh nó sẽ như thế này. Wow, nhựa nhám các bạn nhá. Nhựa nhám này màu xanh thì sẽ rất là đẹp, còn màu trắng thì chỉ sợ là nhanh bẩn thôi, nhưng mà không sao. Thiết kế cái mặt này nhìn chất nhở. Màu đồng các thứ kiểu hay vãi. Ok chưa? Đó, phần ngàm cũng tương tự như nhau thôi. Cổng cấp nguồn này, và đây là một cái phím dài nhìn thì giống như kiểu xoay, nhưng nó chỉ là nút ấn thôi, để các bạn tắt mở. Đấy, đèn chỗ nào ấy nhỉ? Rồi, tí nữa cắm mới biết các bạn ạ. Ok, đợi mình chút xíu. Rồi, con này thì chỉ là cái thiết kế nó đẹp thôi, còn mình cũng không rõ là hiệu quả của nó đến đâu, thì bây giờ mình mới test. Đấy, mình mới cắm con này chắc được cỡ không bao nhiêu, chắc được 2 phút à? 2 phút, 3 phút gì đấy. Thường như thế là nó sẽ... Ủi, lạnh lắm rồi. 20.7 độ. 20.6. Đó. Ok. Lạnh lắm rồi. Và nước bắt đầu... Hơi nước bắt đầu bám rồi, các bạn thấy không? Sò lạnh rất là ghê. Đó. Các bạn phải ở đây, các bạn sờ. Ui, lạnh giật mình luôn đấy. Sờ vào đây. Để chán đi. Đây, đây chứ. Không tới. Xem nào. Ây da. Ái chà. Lạnh ghê luôn. Ok. Rồi, mình sẽ để nó thêm một tí nữa tại thường tầm đến tầm khoảng 5 phút ạ thì nó mới là ổn nhất. Còn bây giờ lát nữa mình sẽ thử cái này cho hay lấy. Lấy cho anh một cái cục sạc dự phòng nữa cuối. Rồi, may quá cái này có sẵn cổng Type-C, cắm luôn. Rồi, cắm nha. Bật này. À, LED RGB hẳn hoi. Ồ, cũng xịn đấy. À quên, chết. Chấm xem trước khi nó là bao nhiêu đã. Bao nhiêu nhỉ? Ok, 27 độ. 27 độ, ok. Rồi, giờ cắm đã. Bật lên. Rồi, ta-da, mình sẽ để qua một góc nha. Ngửa lên, ngửa lên. Rồi, bây giờ sẽ đến em cuối cùng. Em này là em Nam Châm. Nam Châm này bao đẹp luôn. Bao đẹp, bao hịn và dùng với mấy con iPhone 12 khá xịn luôn. Vậy lấy hộ anh con iPhone 12 Pro Max của anh đây. Đó, con này là con X8 đây các bạn. X8 này, các bạn thấy không? Pure Metal Magnetic. Đấy, tức là có nam châm bản hoi luôn. Ui, màu bạc được quá nhỉ. Màu đen nữa này. Đấy, màu đen cũng ngầu, màu bạc cũng ngầu. Màu bạc này mà dành cho mấy anh em mà mua cái điện thoại màu bạc sẽ bao ấn tượng luôn. Màu đen thì lúc nào cũng luôn đẹp rồi. Dùng cho iPhone mình thích một cái đấy là xịn chưa? Chặt vãi luôn. Xịn chưa? Chặt chưa? Chặt chưa? Đây là qua lớp một lớp skin của mình rồi nha các bạn nha. Mà nó còn chặt như thế thì các bạn cũng hiểu là cái nam châm của nó là như thế nào rồi đúng không? Để dùng cho mấy cái iPhone như này thì hết bả. Ui, nghịch hay vãi. Ok, khỏi lo vụ này nhá. Rồi, tiếp theo đấy là cái dùng cho mấy con iPhone có MagSafe là quá ngon luôn. Không vấn đề gì phải suy nghĩ. Rồi mình sẽ có hai màu, các bạn thấy không? Đó, màu đen này thì là thuần kim loại thôi. Kim loại thực sự luôn ấy. Giờ có cái gì gõ gõ nhỉ? Đấy. Đấy, các bạn nhìn cái phần lá nhôm này. Đấy, nhìn ngầu đét luôn. Cái bên trên này thì là bằng nhựa nhá. Bên trên này là nhựa, nhưng mà chỗ này là nhôm này. Nhìn ngầu vãi trường luôn. Và chúng ta sẽ có công tắc gạt này.
Đấy, cổng tai si luôn. Đương nhiên bây giờ là phải chơi với tai si, ai chơi kia nữa. Rồi, mặt này bên dưới này, nhôm, các thứ. Rồi, nhưng mà không có họa tiết gì nhỉ. Cái này phải có memo nhưng không, cái này là của hãng khác các bạn nhé. Ờ, không phải có memo. Và các bạn lưu ý này, yêu cầu công suất là 5V 2A này, để mà 10W để mà nó có thể bung được sức mạnh ghê nhất. Tại nhìn nhỏ như này thôi, nhưng con này hiệu quả tản nhiệt của nó nhiều anh em phải giật mình luôn đấy các bạn. Ok. Đấy, thiết kế các bạn thấy không? Rất là đẹp. Tròn tròn các thứ, không quá to, nhỏ gọn các kiểu, nhưng mà nhìn đâu ra đấy. Và mấy con này có một cái đặc điểm rất là hay là hình như có RGB luôn phải, đúng không? Có RGB luôn. Đấy. Nên là bây giờ là mình cũng đã để con này được khoảng 5 phút hơn rồi đấy. Lỗi quá anh em ạ, sorry anh em. Vừa nãy tắt cái này lúc nào không biết, nên là bây giờ mình đang phải cho nó bật lại nữa đã. Bây giờ nó lên tới 26, 27 độ rồi, 25 độ rồi này. Trời ơi, quên mất thôi, để qua góc đã. Bây giờ mình sẽ đo em này trước. Đây, em này vẫn đang chạy ầm ầm nha các bạn nhá. Đấy, bên này là ấm ấm lên rồi, tại vì làm mát cho cái này là bên ngoài nó phải nóng lên. Cái đấy là đúng rồi, bây giờ xem bao nhiêu độ này. Ui, đùa đấy, đấy là mình ghét cái này. Mình đặt mua cái khác rồi các bạn ạ. Bao nhiêu? Uuuu 20 độ, 19 độ, 18 độ. Đấy, ghê không? Đấy. Ở dưới này sẽ không mát bằng ở trên, tại vì cái vị trí sò nó ở trên này, các bạn thấy không? Nên là trên này rất là mát. Đấy, ui 17 độ, chất lượng. Đấy. Đấy, mình mới cắm có một chút xíu thôi. Nên là thôi, con này mà để anh em mà dùng thì ui nước này, lạnh vai, chất lượng. Rồi bây giờ mình sẽ thử với con X8 này các bạn nhé. Đấy, LED RGB thay đổi màu này các bạn này. Đó. Con này thì thôi mình không cần phải đo nhiệt độ cái lúc mới cắm làm gì. Tại vì các bạn cũng biết là nhiệt độ phòng nó quanh khoảng 27, 28 độ rồi. Bây giờ mình sẽ đợi. Bây giờ mấy giờ? 12 giờ 28, mình sẽ để khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ đo lại xem bao nhiêu nhé. Bây giờ là bao nhiêu nào? Úi trời, cái gì? Gì ghê vậy? Vãi đạn, mới cắm bây giờ nó phát xuống dưới còn có 18 độ luôn. Vãi. Còn 17 độ thôi. Mới cắm đấy các bạn. Gì ghê bạn. Mình thích ở đây mình bấm từ từ cho nó xuống rồi. Ui. Ui. Gì trời. Con X8 bao nhiêu tiền em? Nên giảm bao nhiêu? Flash sale 10 cái cho các bạn bao nhiêu? 209. À 229. Ok. 229.000 đấy các ông. Phải 15,3 độ. Gì ghê bạn. Ui. Thật là vãi đạn. 14,8 độ. 14,7 độ. 14,6 độ. Ghê thật sự luôn. Ok. Nói qua một chút xíu về cái môi trường mình test trong cái video ngày hôm nay. Thì thứ nhất là cái súng bắn nhiệt này là cái súng mà đo nhiệt độ của người. Nên là đo nhiệt độ của môi trường như này chỉ mang tính chất gọi là tham khảo một chút xíu thôi. Và cái quan trọng là mình đang ở trong một môi trường gọi là điều hòa. Mình đang set khoảng 27, 28 độ gì đó. Nói chung là nhiệt độ cũng sẽ chênh lệch so với ở bên ngoài. Tại bên ngoài bây giờ 30 mấy độ thì có thể cái con số này nếu như các bạn mà chấm ở nhà nó sẽ khác đi một chút xíu, chênh lệch đâu đó khoảng vài độ. Nhưng mà rõ ràng là ủa con này khiến mình bất ngờ vãi đạn luôn. Tại mới cắm có một chút xíu thôi mà nó mát dã man. Nhìn bề mặt này cũng đã đọng một vài những hạt nước li ti li ti li ti. Quan trọng là sờ vào. Lạnh vãi. Mà xem nào. Xem nào. Đấy. Bây giờ nó xuống được bao nhiêu rồi? 14 độ. 13,7 độ. À, ở chính giữa này sẽ là chỗ lạnh nhất này các bạn này. Mà cũng đúng thôi. Vị trí sò chỗ nào thì nó lạnh nhất chỗ đấy. À, con này sẽ xuống được tới khoảng 13. Mình nghĩ là sẽ xuống được khoảng 13 độ. Các bạn thấy chưa? Chất lượng thực sự luôn. Thế nên là anh em mà mua mấy con này dành cho mấy cái iPhone thì chắc là hết bài. Tuy nhiên là các bạn sẽ cần phải lưu ý một chút xíu nha. Những máy khác vẫn có thể sử dụng được một cách bình thường bằng việc đấy là các bạn dán cái miếng này vào.
Nhưng cái điện thoại khác mà không có cái MagSafe như thế này, các bạn thử sức có thể dán cái miếng này lên. Đó, sau đó các bạn gắn cái này lên như chuyện bình thường. Dán cái miếng này lên thì các bạn nhớ dán thêm cho mình một cái miếng thermopad ở đây này. Cái miếng này là miếng để truyền nhiệt, để giúp cái hiệu quả tản nhiệt của nó một cách tốt hơn. Thì các bạn dán combo như này vào mặt lưng, thế là xong. Còn nếu như lúc nào mà các bạn muốn tháo nó ra để mà sử dụng cho cái thiết bị khác á, thì bên trong hộp cũng đã có sẵn một cái miếng này. Để ví dụ các bạn tháo cái này ra nhá, thì các bạn dán cái này lên để cho nó đỡ bị dính những cái bẩn các thứ gì đấy, ảnh hưởng đến cái keo dính sau trong những cái lần dán tiếp theo của các bạn. Đó, nhớ nha, bên trong hộp là đầy đủ những cái món phụ kiện như thế này. Và vâng, cái này là bên mình có bán rời đúng không? Có bán lẻ luôn, cái này có bán lẻ. Thế nên là nếu như các bạn mà bây giờ mà chơi kiểu khô máu, các bạn có hai cái điện thoại đúng không? Các bạn có sẵn một cái bộ này rồi, các bạn dán vào một cái điện thoại, các bạn mua thêm cho mình một hai bộ này nữa, các bạn dán sang cái điện thoại khác. Nên lúc nào các bạn cần thì các bạn chỉ cần gắn cái quạt tản nhiệt này lên, thế là dùng được luôn, đỡ phải tháo ra tháo vào nhiều. Tại vì keo dính thì các bạn cũng biết là cho dù là đây là keo 3M đây, ghi chữ 3M này, đấy 3M này, nhưng nó sẽ vẫn có cái thời gian sử dụng nhất định của nó, chứ không phải là lúc nào nó cũng kiểu dính chắc cho các bạn được. Nên lưu ý, thậm chí dán một vài những cái mà ví dụ dán kính nó sẽ khác, dán nhựa nó sẽ khác, kiểu vậy. Nên các bạn lưu ý nhé, cứ mua thêm đi cho chắc ăn. Bây giờ là hả, 20.000 một bộ rồi à? Ờ, có 20.000 một bộ rẻ vãi, mua thêm đi. Đây bao nhiêu này? Ờ, nó chỉ được khoảng 13 độ mấy thôi các bạn. Ừ, xuống được cỡ khoảng 14 độ, 13 phải mấy độ thôi. Ừ, tầm đấy, không xuống được nữa đâu. Ừ, đấy các bạn thấy chưa, khoảng 14 độ đấy, 13 phải mấy độ, 14 độ thì nó cũng tùy thôi. Ok, 13,9 độ. Còn có một bản nâng cấp của này là con X12 đắt hơn con X8 bao nhiêu? 349.000 đúng không? Đấy thì đắt hơn con này cỡ 100.000, nhưng mà thì 100.000 thì cứ khoảng 100.000 đi. Thì con X12 nó còn mát hơn nữa cơ. Hôm nào anh em quan tâm thì mình sẽ test thử con X12 xem sao. Nhưng mà con này xịn thật. Trời ơi, quê một cục các bạn ạ. Quê vãi. Con DL02 này nó có hai chế độ quạt. Đây, ví dụ mình mở cái này cho các bạn nghe nhé. Một cái, thôi thì tí nữa thì mình show cho. Cho là ấn một lần là tắt này. Đó. Một lần mở này. Ấn thêm một lần nữa để tăng tốc quạt này. Thêm lần nữa là tăng tốc quạt nữa này. Tức là ba chế độ quạt lận cơ. À, quê vãi. Nên là vừa rồi mình chấm bên kia được tới 20 độ, 23 độ gì đúng không? Nhưng thực ra con này có thể xuống được tới 17 độ cơ. Nhìn này, 16 độ 8 này, 16 độ 9 này. Đấy, chung là sẽ xuống được khoảng 16 độ 8, 17 độ. Đấy, 16 độ rưỡi đấy. Nói chung tầm tầm đấy thôi. Quê một cục thật sự luôn. Ôi, thêm lắc nữa này. Mình mở quạt gió con này mắc tối đa, đây là mức 2 nhá, xuống được. Nhưng nó cũng sẽ phụ thuộc vào một cái yếu tố nữa. Đấy là hai con này cùng là DL02, nhưng gắn vào hai củ sạc pin dự phòng khác nhau á. Củ này thì nó xuất được cái công suất đấy là 18W Power Delivery ra cái cổng C này. Nên là gắn con này cực khỏe. Còn con này hiện tại mình đang gắn cổng A2C, chỉ được có khoảng 15W thôi. Mình cũng đang mở cái chế độ gió mức 3 này. Thì con này nó sẽ phụ thuộc. Đấy, con này được nhiêu? Đấy, 21 độ, 20 độ, 20 độ. Đấy. Đấy, tắt là gió mức 3, tức là gắn cái nguồn này, cổng A2C này mình nghĩ là cung cấp không đủ điện. Các bạn thấy không? Nhưng mà cũng là con đấy, DL002 nhá. Đấy, gắn củ khác. Giờ mình mở cái mức gió thứ 3 này. Đấy, 16,3 độ, 16,2, 16 độ. Các bạn thấy không? Nó có thể xuống được thêm một ít nữa. Đấy. Và tăng được cái tốc độ gió như thế thì gió tản ra ngoài một cách nhanh hơn, thì nó cũng sẽ giúp cho cái này nó làm mát nhanh hơn. Nhưng mà tiếng ồn của quạt gió này lại cao hơn một chút xíu. Thì các bạn cũng lưu ý nha. Thậm chí cái con này này, cái con DL03 này nó cũng có tới rất nhiều chế độ quạt. Đấy, tắt đi này. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, cũng có 3 chế độ quạt. Và nhiệt độ nó cũng xuống được thêm ít nữa. Trời ơi, đúng thật sự là mình không chơi game, mình không để ý mấy cái vụ này. Quê một cục luôn. Đấy, 13,6 độ. Vãi, vừa nãy mình đo là 20 à? 20 hay là mười mấy độ. Thực ra cái này xuống được rất là thấp, 13 độ này. Ghê không? Đấy, chỗ sò này 12,8 độ. Các bạn thấy không? Đấy,
nên là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý rất là nhiều thứ, ví dụ như là chế độ quạt tối đa chưa để mà mắc cái hiệu năng, ủi lạnh dã man luôn nước này đấy, và chưa kể nữa là cái nguồn cung cấp cho nó cũng cần phải là cái loại rất là ok nhé. Nói chung là mấy con này thì các bạn cung cấp nguồn được cho nó thì mình nghĩ là nó sẽ phải ăn tầm đâu đó tầm khoảng 10W điện. Thế nên nếu như mà các bạn cung cấp cho nó chỉ được tầm khoảng 5W thôi thì nó sẽ không thể nào nó bung hết được cái công suất làm lạnh của nó. Nên là cái nguồn sạc mà các bạn đưa vào á cũng sẽ cần phải quan tâm rất là kỹ nha các bạn nhé. Đấy, 15,3 độ này các bạn thấy không? 15,2 này. Đó, ok, rồi. Nói chung là kết thúc video rồi đấy. Đậu quê. Mai phải test lại.